Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới. Ban biên tập luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. 89 con sông ở 10 tỉnh ở Trung Quốc vượt mức cảnh báo. Kính thưa quý vị, kể từ đầu tháng 6, miền Nam Trung Quốc đã trải qua một số quá trình mưa lớn và 89 con sông ở 10 tỉnh miền Nam đã trải qua lũ lụt quá mức. Các quan chức Trung Quốc cho biết họ không loại trừ khả năng xảy ra tình trạng lũ muộn nhưng sẵn sàng ứng phó một cách khoa học. Theo Tân Hoa Xã của Trung Quốc, theo dõi của Bộ Tài nguyên nước cho thấy 89 con sông đã vượt quá mức cảnh báo, một con sông vượt mức cảnh báo tới 3,32m. Trong tuần tới, dòng chính hạ lưu sông Dương Tử và mực nước hai hồ có thể lên cao hơn nữa. Bộ Tài nguyên nước cũng cảnh báo rằng tháng 8 lũ lụt lớn hơn có thể xảy ra ở trung lưu sông Hoàng Hà, một số hệ thống nước của sông Hải Hà và sông Tùng Hoa và sông Châu Giang, hồ Thê Hu và hồ Liêu Hê. Sông có thể có lũ trên báo động và sông Dương Tử và sông Hoài Hà có thể mưa bão và lũ lụt trong khu vực. Wang Wei, Giám đốc Bộ phận Thông tin Kỹ thuật của Cục Phòng chống thiên tai hạn hán và lũ lụt của Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên rằng từ tình hình hiện tại, tình hình lũ lụt năm nay nằm trong phạm vi của những năm bình thường nhưng cũng không loại trừ khả năng diễn biến tình hình lũ lụt sau này, chuẩn bị ứng phó khoa học. Wang Wei cũng cho biết Bộ Tài nguyên nước sẽ tăng cường tham vấn chung với Cục Khí tượng, chú ý theo dõi sự phát triển và thay đổi của điều kiện nước mưa, tăng cường giám sát, dự báo và cảnh báo sớm, làm tốt công tác phòng chống lũ lụt trên núi, phòng chống lũ lụt an toàn hồ chứa và kiểm tra bảo vệ công trình đảm bảo an toàn phòng chống lũ lụt. Theo Reuters, Trung Quốc đã ghi nhận lượng mưa cao thứ hai kể từ năm 1961 vào mùa hè năm ngoái, đưa ra cảnh báo lũ lụt cho các con sông và hồ lớn và đưa ra mực nước tại đập Tam Hiệp lên gần đỉnh. Theo thống kê chính thức, số nạn nhân lũ lụt ở Trung Quốc lên tới 63,46 triệu người và hơn 54.000 ngôi nhà bị sập. Giới truyền thông cũng bày tỏ lo ngại về sự an toàn của đập Tam Hiệp. Jia Xianglong, Phó Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho biết rằng trong bối cảnh trái đất nóng lên, các thảm họa do thời tiết và khí hậu khắc nghiệt sẽ ngày càng gia tăng trong tương lai và nguy cơ nhiệt độ cao, lũ lụt, hạn hán và các thảm họa khác sẽ gia tăng. Mới cuối tuần trước, thời tiết khắc nghiệt như nắng nóng và mưa đá đã xảy ra trong cuộc chạy marathon trên núi ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, khiến 21 vận động viên thiệt mạng. Ngoài ra, một trận lốc xoáy đã tấn công Vũ Hán trong tháng này và một trận lốc xoáy khác ập vào tỉnh Giang Tô ven biển phía đông. Hai trận lốc xoáy đã khiến 22 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Lũ lụt dường như làm nổi bật sự mệt mỏi và quyết định của Tập Cận Bình. Nam Trung Quốc đang trải qua thảm họa lũ lụt hy hữu. Người ở dưới đều lo lắng, ngoại trừ Thủ tướng Lý Khắc Cường đến thăm Quý Châu thì không có Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Một số nhà khoa học chính trị cho rằng ông Tập Cận Bình có thể rơi vào tình trạng mệt mỏi khi quyết định trước những thay đổi mạnh mẽ của tình hình quốc tế và trong nước. Hôm nay, tôi đến văn phòng huyện của chúng tôi vì nhà của chúng tôi bị dột mưa và khiến mọi người sợ chết khiếp. Ở Vũ Hán, trời đang mưa rất lớn và nước chảy ra từ hộp công tắc trong nhà chúng tôi, Yang Ji, một cư dân Vũ Hán nói. Anh cũng cho biết nguồn điện trong tòa nhà nơi sinh sống đã bị ngắt, tình hình nguy hiểm, tính mạng bất tiện. Tôi sẽ đến gặp mẹ Đặng để giải quyết cho tôi, còn mẹ của Đặng là ca sĩ Lôi Phong của chúng tôi. Tuy nhiên, vấn đề chưa giải quyết được, thành phố hứa sẽ giải quyết nhưng bây giờ chống ngập là chính. Tuy nhiên, nước đã rò rỉ từ tầng 7, nơi tôi ở, đến tầng 5, 6, 4. Nhật báo sông Dương Tử và các phương tiện truyền thông địa phương khác ở Vũ Hán đưa tin rằng đỉnh lũ sông Dương Tử lặng lẽ đến Vũ Hán vào cuối tháng 7 và đã đi qua đoạn từ Vũ Hán đến sông Cửu Giang một cách êm đềm và yên bình. Tuy nhiên, khi đỉnh lũ này đi qua Vũ Hán, các khu vực lân cận và vùng phân lũ dọc sông đã bị thiệt hại nặng nề. Ông Sun Liang, cư dân Giang Tây nói rằng các vùng trũng ven sông, đặc biệt là khu vực hồ Po Yang, toàn bộ thóc lúa đã bị ngập úng, lúa hạt lép tương đối nghiêm trọng.
Qing, một cư dân ở tỉnh Giang Tây cho biết thị trấn của tôi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa. Tôi sống ở một khu vực tương đối thấp, hoa màu ở đó bị ngâm trong nước và ớt trồng ở đó bị ngâm trong nước và không thể ăn được. Tất cả bị ngập sâu hơn 1 mét nước. Một cư dân mạng đã viết trên tweet: nước đến rồi, mất gia đình, nhìn thấy cũng thấy xót xa. Tôi hy vọng một ngày nào đó khi những người tị nạn này xuất hiện trước mặt bạn, hãy cho họ một cốc nước hoặc một bát cơm. Làm cho nó dễ dàng vì tất cả chúng ta đều có thể là nạn nhân. Việc cứu trợ thiên tai cấp cơ sở của chính phủ ảnh hưởng đến những người dân bình thường. Sun Liang nói, tôi đã nghe nói về các khoản quyên góp và cứu trợ phi chính phủ. Tôi chưa bao giờ nghe nói về các khoản quyên góp của chính phủ, cũng như chưa nghe về chúng. Các quan chức chỉ là những thứ bề ngoài. Một vài thị trấn hoặc hàng chục nghìn người đã bị ảnh hưởng và chỉ có hàng chục nghìn nhân dân tệ đã được phân bổ. Bề nổi là như vậy, các khoản đóng góp tư nhân là có thật, chính phủ có mặt tốt, công khai ảnh hưởng tốt và sẽ không thực sự xem xét những khó khăn của người dân. Zhang Ji đến từ Vũ Hán nói rằng việc cứu trợ năm nay của người dân ở các vùng bị thiên tai là một giọt nước tràn trề. Hiện tại chúng tôi thấy rằng các nhà chức trách muốn những người bị ảnh hưởng phải dựa vào người thân và bạn bè của họ. Một trò đùa trực tuyến cho biết, bạn không được phép đến thăm người thân và bạn bè trong nửa đầu năm, và bạn phải đến thăm bạn bè và người thân trong nửa cuối năm. Tôi chưa thấy khoản viện trợ được phát hành trực tuyến và khoản viện trợ đã được phát hành của Hội Chữ Thập Đỏ là trung bình 1 hoặc 2 nhân dân tệ cho mỗi người. So sánh các khoản quyên góp của xã hội Trung Quốc trong và ngoài nước cho các khu vực bị thiên tai ở Trung Quốc trong những năm trước, Yang Yi nói, trước đây, chỉ cần có lũ lụt ở đại lục, đồng bào Hồng Kông đã quyên góp hầu hết và đồng bào Đài Loan cũng quyên góp, nhưng bây giờ Hồng Kông đã làm điều này. Một số cư dân mạng lại một lần nữa đưa ra vụ bê bối của Hiệp hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc trong quá khứ, nói rằng Hiệp hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc không phải là một tổ chức cứu người đau khổ, mà là một tổ chức tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hiệp hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc và các tổ chức khác đã phát động một số dự án gây quỹ để quyên góp. Cũng có nhiều người nói rằng, một mặt họ thực sự không có tiền để quyên góp, mặt khác Đảng Cộng sản Trung Quốc chi rất nhiều tiền bên ngoài và đòi tiền trong nội bộ. Nhật báo Chutian Metropolis cho biết, sau đỉnh lũ, sông Dương Tử có thể gây ra lũ cao từ cuối tháng 7 đến tháng 8, được coi là 7 xuống và 8 lên. Cơ quan bảo tồn nước cho biết mực nước ở Vũ Hán sẽ đi vào ngưỡng giảm, nhưng không loại trừ khả năng xảy ra một trận lũ lớn vì có nhiều yếu tố hình thành lũ và khó đưa ra dự đoán chính xác. Mùa lũ năm nay, đập Tam Hiệp lại gây chú ý. Xiao Kongji, một cư dân ở Jingju, Hồ Bắc, nói với chúng tôi rằng người dân thường không hiểu có bao nhiêu người biết về đập Tam Hiệp. Nhiều người không biết về việc phát điện Tam Hiệp và tác dụng kiểm soát lũ lụt của nó, và họ không biết tình hình cụ thể cũng như mức độ nguy hiểm của đập Tam Hiệp. Yang Ji nói, đập Tam Hiệp chỉ là một nhà máy thủy điện khi mới xây dựng đã bị thổi tung lên trời, cứ rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống. Trên thực tế, hiệu quả chống lũ của nó không rõ ràng. Yang Teng, một người dẫn chương trình truyền hình ở huyện Lan San, Rizhao, Sơn Đông, đã phát biểu rộng rãi trong chương trình. Tại sao nhiều đập được xây dựng nhưng lũ lụt ngày càng nghiêm trọng? Điều này là do Internet đã được cải thiện và Internet đã cho phép thông tin lũ lụt liên tục được chuyển đến điện thoại di động của bạn. Nó đã tạo ra ảo tưởng rằng lũ lụt đang ngày càng tồi tệ hơn. Về đập Tam Hiệp, Yang Teng nói rằng không có viện trợ quốc gia nào cho Vũ Hán và PLA đã hình thành một vạn lý trưởng thành bi thảm bằng xương bằng thịt trên bờ kè. Không có ống thép, bao cát và giải màu. Khả năng trữ lũ cực mạnh như đập Tam Hiệp, như mỏ kim đáy biển. Trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng hiện nay của Trung Quốc, báo chí nhà nước Trung Quốc đưa tin kém cỏi, đồng thời có vẻ như chỉ có Thủ tướng Lý Khắc Cường xuất hiện trong vùng thiên tai của Quý Châu. Tờ Apple Daily của Hồng Kông dẫn lời một nhà khoa học chính trị cho biết Tổng bí thư Tập Cận Bình đã rơi vào trạng thái mệt mỏi và quyết định vì phải đối phó với nhiều vấn đề như dịch bệnh và quan hệ Trung Mỹ, và ông ấy đã phát triển tâm lý thoát thân khi đối mặt với mưa lũ. Xia Ming, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học thành phố New York nói rằng các cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, Hồ Cầm Đào, Ôn Gia Bảo và những người khác đều đã đi thị sát trong trận lũ lụt. Nhưng ông Tập Cận Bình đã không xuất hiện bởi vì anh ấy đang ở trong thời kỳ khó khăn trong quản lý và anh ấy đang bị dịch ở Vũ Hán.
Hạ Minh nói 40 năm qua đối với chính phủ Trung Quốc về cơ bản là thuận buồm xuôi gió. 5 năm qua, quốc tài tức là gia tài của Tập Cận Bình ngày càng giảm sút, khả năng này không có khả năng thoát ra. Nhưng cái bẫy thu nhập trung bình ngược lại, nhiều việc anh ta làm còn tệ hơn. Xia Minh cũng nói rằng một số cuộc khủng hoảng mà Trung Quốc phải đối mặt trong và ngoài nước là mang tính cấu trúc, và Tập Cận Bình có làm hoặc không làm điều đó, tê liệt và sợ hãi là một mức độ nào đó. Kính thưa quý vị, thứ hai tới là ngày của cha. Cục khí tượng Trung ương cho biết vào khoảng ngày của cha năm nay, vùng biển Đông đến vùng biển phía Đông của Philippines là vùng áp thấp gió mùa, có thể có hệ thống nhiệt đới phát triển, nhưng liệu sẽ còn tiếp tục hình thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão, nó vẫn cần phải có một thời gian để quan sát. Bạn cũng có thắc mắc, bão thích đến Đài Loan vào ngày của cha. Trang Facebook chính thức của Cục Khí tượng Trung ương bản tin dự báo thời tiết, Cục Khí tượng Trung ương đã đăng một bức ảnh vào chiều tối nay và cho biết số liệu thống kê về ngày của cha mùng 8 tháng 8 trong 22 năm qua, 2000 đến 2021, trong 5 năm, có tổng cộng 6 cơn bão đưa ra cảnh báo bão trên đất liền. Thống kê kể từ năm 2000 sau công nguyên, những cơn bão đã đưa ra cảnh báo trên đất liền và lễ hội lần thứ 88. Năm 2006, bão Pofa. Năm 2007, bão Pabuk Gutip. Năm 2009, bão Morakot. Năm 2015, bão Sodelo. Năm 2019, bão Likima. Tổng cộng là 5-8 hải lý một giờ và 6 cơn bão. Bản tin thời tiết Cục Khí tượng Trung ương cũng cho biết, trong 365 ngày của năm, quán quân của ngày có số lượng bão lớn nhất được đưa ra cảnh báo vào bờ là 2 ngày mùng 8 tháng 8 và mùng 8 tháng 9, khoảng thời gian thống kê năm 2000 đến năm 2021. Tuy nhiên, biên tập viên của bản tin thời tiết Cục Khí tượng Trung ương cho biết thêm đây thực ra là một hiện tượng rất hợp lý, bởi tháng 8 là mùa có khả năng xảy ra bão và mưa xối xả vào vùng lân cận trong vài ngày này. Như năm 1959, 60 năm trước, 8 hoặc 7 trận lụt đổ bộ vào miền Trung và miền Nam của đất nước, 8 cơn bão. Năm 2015, gió mạnh và mưa xối xả đã gây ra thảm họa. Và bão Sudin ở Tân Bắc Sơn, khu vực đang tái xuất hiện thảm họa. Vì vậy, có rất nhiều người cha chăm chỉ bám trụ như cảnh sát phòng cháy chữa cháy, y tế, phòng chống thiên tai, điện nước, giao thông, vệ sinh, khí tượng thủy văn và tiếp tục phục vụ nhân dân. Hãy nghỉ ngơi thật tốt và bạn thậm chí có thể phải làm việc ngoài giờ thường xuyên. Nhưng cũng nhờ có nhóm cộng sự gác mưa gió Đài Loan này, chúng tôi mới có thể yên tâm vượt qua mọi thử thách trên sân nhà. Biên tập viên của báo Thời tiết, Cục Khí tượng Trung ương cũng nói thêm rằng kể từ khi có hồ sơ cảnh báo bão vào bờ sớm nhất trong năm là Willet năm 1967. Các số liệu thống kê trên biểu đồ là sau năm 2000, con chó Cocciera năm 2003 được hiển thị là lâu đời thứ hai trong lịch sử. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của tin mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.